con muốn xin phép mẹ để cho con nuôi cháu ạ. Ở nhà suốt ngày ăn bám chồng, nuôi thân còn chả xong, nuôi đứa trẻ con. Tốt nhất là em mang nó lên công an phường để trong phường giải quyết. Tại sao cô lại đánh mẹ tôi? Tôi không bao giờ tha thứ những việc ác độc mà ông đã làm đâu. Con cái nhà ai mà để trước cổng nhà mình thế này nhỉ? Nhà tôi nghèo nên không thể nuôi con. Hãy cứu lấy con tôi xin đội ơn ngàn lần. Trời ơi, con bé bụ bẫm đáng yêu quá. Tội nghiệp con. Nào, cô Thương, cô Thương nhá, cô bé vào nhà nhá, chứ ở ngoài này gió lạnh. Đi thôi. Mam mam đi con. Con ăn đi. Đấy. Ngon không? Ngon không? Ngon. Con ăn đi. Mới sáng ra đã ẩm ĩ cả lên. Mà đứa trẻ con nhà ai thế này? Lúc sáng con quét sân ở dưới cửa ạ. Con thấy có đứa bé, chắc là bố mẹ nó đặt trong thùng để trước cửa nhà mình. Con thấy thương quá nên là con bế lên nhà luôn ạ. Ôi giời ơi, biết nó là con nhà ai mà bế vào, sao cô không mang lên công an đi hả? Lại còn đi bế vào nhà mình. Này, nhỡ đứa nào ấy bắt cóc trẻ con nó bỏ trước cửa nhà mình thì sao? Có mà vạ lây. Không phải đâu mẹ ạ, người ta có để mảnh giấy trước cửa nhà mình. Họ nói là họ nghèo quá không nuôi được, nhờ ai nhặt được thì nuôi hổ ạ. Đâu xem nào. Mẹ ơi, con nghĩ là con bé nó được để trước cửa nhà mình chắc cũng là cái duyên đấy ạ. Thôi thì coi như là mình làm phúc. Con muốn xin phép mẹ để cho con nuôi cháu ạ. Vợ chồng con cũng chưa có con nữa, bây giờ nhà mình thêm một đứa trẻ con chắc là cũng đỡ vắng người hơn ạ. Có được không ạ mẹ? Không được. Phúc với đức cái gì? Cô lấy cái gì ra để nuôi nó? Hả? Hả? Ở nhà suốt ngày ăn bám chồng, nuôi thân còn chả xong, nuôi đứa trẻ con. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, con bé nó đáng yêu bụ bẫm thế này, bây giờ mình đưa nó vào trại trẻ mồ côi thì nó sống thế nào được ạ? Con xin mẹ đấy ạ, mẹ cho cháu ở lại nhà mình đi, coi nhà mình làm phúc mẹ nhá. Không được. Phúc với đức cái gì? Nhỡ nó ốm đau bệnh tật, bố mẹ nó đem ném nó đi thì sao? Nhà này không phải trung tâm bảo trợ xã hội nhá. Nếu cô không mang nó đi thì để tôi mang. Mẹ làm gì đấy ạ? Mẹ ơi, mẹ không thấy nó tội nghiệp hay sao ạ? Tội nghiệp cái gì? Hả? Nó chỉ là đứa trẻ ngoài đường, có phải tội nghiệp gì? Hay nó là con rơi của cô? Hả? Cô giả vờ nhận được để mang vào đây? Thảm nào lấy chồng bao lâu nay mãi không chừa đẻ cho tôi một đứa con. Đúng là cái loại đàn bà lăng loạn. Mẹ, con không phải là loại người như thế đâu mẹ ạ. Mẹ đừng xúc phạm con. Mày láo thật. Bây giờ mày còn dám cãi mẹ chồng à? Con này quá láo rồi đấy. Sáng ra nhức hết cả đầu. Mẹ chồng con dâu kiểu gì suốt ngày cãi nhau. Cái bé là ai đấy? Đây, anh xem đi. Con vợ anh đây này, tự dưng rước một đứa bé lạ vào nhà. Tôi hỏi nó, nó bảo nó nhặt ở ngoài đường đem vào. Làm gì có cái kiểu như thế, chỉ có con riêng của nó đem mang vào nhà này thôi. Quyền, có phải như mẹ tôi nói không? Không phải đâu anh. Lúc sáng em quét sân dưới cửa, thấy có đứa bé bỏ trong thùng trước cửa nhà mình. Em thương quá nên là mang vào. Em muốn xin phép mẹ cho em nuôi nó luôn. Nhưng mà mẹ... Tôi nói rồi, không được. Tôi chỉ chấp nhận cháu của tôi nhá. Cháu tôi nuôi. Còn con cháu thiên hạ ngoài đường tôi cứ dứt khoát không nuôi. Anh thấy mẹ anh nói cũng đúng đấy. Tốt nhất là em mang nó lên công an phường để cho phường giải quyết. Còn đường đường anh là một tổng giám đốc công ty như thế này, làm sao mà để chuyện đấy xảy ra được? Nhỡ mày người ta đồn thổi đấy là con riêng của anh thì sao? Hả? Nhưng mà... Nhưng không có nhường nhịn gì hết. Cứ như anh mà làm. Thôi, con đi làm đi. Anh đi làm đi. Cứ thế mà làm nhá. Tôi cho cô thời hạn 3 ngày nhá.
thì cô đem con bé này đem đi nhá. Tôi không nói nhiều nữa đâu. Con gái ngoan, từ giờ mẹ đặt tên con là bé Bơ nhá. Mẹ hứa là mẹ sẽ bảo vệ con mà. Tôi hỏi cô nhá, tiền ở đâu mà cô mua lắm quần áo và đồ chơi cho nó như thế này? Hả? Hả? Có phải là cô ăn trộm tiền của thằng Lâm nhà tôi phải không? Không phải đâu mẹ, con mua đồ bằng tiền tiết kiệm của con mà. Tiết kiệm á? Trời ơi, cô mà có tiền tiết kiệm cả. Hả? Cô ở nhà ăn bám chồng, lấy đâu ra tiền tiết kiệm? Hả? Đúng là cái đồ gái nghĩ ra mồm. Tôi nói cho cô biết nhá, nội trong ngày hôm nay cô mà không ném nó ra đường nhá, thì chính tay tôi sẽ ném ra đường, cô hiểu chưa? Tôi cũng không để cho cô yên đâu. Vứt hết đống quần áo đi. Mày làm cái gì? Ôi trời ơi, con trai ơi, mày ra đây mà xem con vợ mày đây này, nó đẩy đánh mẹ này con ơi. Kìa mẹ, mẹ có sao không ạ? Nó đẩy mẹ con ạ, nó bênh con bé con kia, nó đẩy mẹ. Con khốn nạn này, con làm cái gì? Hả? Con làm cái gì? Mày thấy chưa? Chỉ vì đứa bé cái kìa, cái con hoang ấy, nó đẩy mẹ, nó đánh mẹ đấy con ạ. Mày tống cổ nó ra khỏi nhà đi cho mẹ. Mẹ không thể chịu được rồi, rồi con ạ. Đuổi nó đi. Tại sao con lại đánh mẹ tôi? Anh không bao giờ chịu nghe em nói. Lúc nào anh cũng chỉ tin mẹ anh thôi. Anh không quan tâm xem em đúng hay sai bao giờ à? Anh có bao giờ nghe cảm xúc của em không? Cô, tôi phải nghe cô nói à? Hả? Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô đánh mẹ tôi. Bây giờ cô còn chối à? Cô cút ngay ra khỏi đây, nhanh! Được. Cô cút ra khỏi đây và mang đứa bé đi luôn đi! Mẹ, con xin lỗi mẹ. Đáng nhẽ ra con phải chọn cho mẹ đứa con dâu ngoan hơn mới phải. Con xin lỗi. Mẹ biết rồi con ạ. Thôi bây giờ mẹ con mình đuổi cổ nó đi rồi là yên hết chuyện con ạ. Rồi mẹ sẽ lấy cho con vợ khác, một người vợ tử tế khác con ạ. Làm sao đấy ạ? Để cháu đỡ bác dậy ạ. Tôi không sao. Mẹ. Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ. Lại gặp cô. Gớm. Bao nhiêu năm nay cô vẫn quanh quẩn ở đây à? Trông vẫn bần hàn như xưa nhỉ? Còn... À không, cháu... Cháu mới chuyển về đây được mấy ngày thôi ạ. Con gái cháu mới mua nhà gần đây. Mua nhà gần đây? Chắc cô ở trọ cái xóm ổ chuột đằng kia đúng không? Đó, mẹ còn bày đặt nói là mua nhà cho nó sang miệng. Thôi, có túp lều để chui ra chui vào là may rồi. Sao phải sĩ diện?
Này, tôi bố thí cho ít tiền. Liệu đường ấy mà đi thuê chỗ khác mà ở đi nhá. Tôi không muốn sống chung bầu không khí với cô đâu. Ô nhiễm lắm. Bà là ai đấy? Sao bà xúc phạm mẹ tôi? Hương, sao con lại ở đây? Mẹ ốm như này còn đi chợ cái gì chứ? Con ra đi tìm mẹ đấy. Mày là đứa nào mà dám mà nói thế? Mày biết tao là ai không? Bà là ai tôi cũng mặc xác. Nhưng mà động đến mẹ tôi không để yên đâu. Giờ tao nhớ ra rồi. Mày chắc là cái con bé danh con trước nhặt ở ngoài đường đúng không? Giờ cũng lớn gớm nhỉ. Nhưng mà miệng lưỡi thì láo tét y hệt con mẹ nuôi mày. Bà được xúc phạm mẹ tôi. Miệng tao, tao nói đấy. Tao sợ gì mẹ con ở chúng mày. Mà nhìn mày ăn mặc như này, chắc là loại con gái không ra gì. Tao khinh. Bà mới là thằng người không ra gì ý. Ôi giời ơi, làng nước ơi, ra đây mà xem này. Chúng nó cậy đông bắt nạt người già yếu này. Ôi giời ơi là giời. Để tao gọi điện cho con trai tao, báo công an gô cổ mẹ con chúng mày lại. Lâm à, Lâm ơi, con đến ngay đi. Ngay đầu ngõ gần nhà mình ý. Bọn chúng nó cậy đông, đánh đập chửi rủa mẹ. Nhanh lên, không cho đánh mẹ chết con ơi. Mình đi về thôi con. Mẹ không muốn liên quan đến bà ấy đâu. Đi thôi. Không mẹ. Người ta đã xúc phạm mẹ con mình như thế, con phải ở đây để xem người con trai của bà ấy tài giỏi đến mức như thế nào mà bà ấy ra ngoài đường khinh thường người khác như vậy. Con trai tao không để yên cho mẹ con ở chúng mày đâu. Đồ, mẹ, đâu đứa nào? Đứa nào đánh mẹ? Đây, chính là con Quyên cùng con gái nuôi của nó. Chúng nó chửi rủa, đánh đập mẹ. Con đẩy mẹ ngã này con này. Con gọi ngay cho công an vô cổ ngay mẹ con là chúng nó lại cho mẹ. Chủ tịch ạ? Sao chủ tịch lại ở đây vậy ạ? Cái gì? Chủ tịch? Ai là chủ tịch hả con? Cô ấy là chủ tịch của công ty con đang làm. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ con nhà nó mà là chủ tịch á? Con mới là chủ tịch cơ mà con. Chứ cái loại mẹ con nhà nó nghèo nàn rách nát bẩn thỉu như thế kia làm sao mà làm chủ tịch được hả con? Hóa ra đều là người quen cả. Bà cũng biết sao? Con trai của bà đã phá sản rồi, hiện tại đang làm bảo vệ trong công ty tôi để trả nợ đấy. Quên không giới thiệu với bà, tôi là nữ chủ tịch của tập đoàn NCT. Tôi không ngờ chủ tịch lại là cô bé ngày xưa mà vợ tôi nuôi. Cho nên tôi... Con ơi con, tại sao con phá sản mà mẹ lại không biết hả con? Mẹ ơi, con xin lỗi. Con chỉ sợ con nói ra mẹ sốc tâm lý, mẹ sẽ không qua được nữa. Con xin lỗi. Ôi là giời. Thật không ngờ 20 năm trước các người đuổi mẹ con tôi ra ngoài đường lúc tôi bị ốm nặng, 20 năm sau gặp lại bà vẫn sỉ nhục mắng chửi mẹ tôi thậm tệ như vậy. Đúng là nhân cách trả giá gì. Tôi xin lỗi cô. Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi hai mẹ con cô. Muộn rồi. Tôi không bao giờ tha thứ những việc ác độc mà ông đã làm đâu. Ông Lâm, từ ngày mai ông nghỉ việc đi, không cần đến công ty làm kìa, nữa. Kìa, chủ tịch ơi, chủ tịch mà đuổi việc tôi thì mẹ con tôi ra đường mất. Tôi xin chủ tịch cho tôi một cơ hội nữa thôi. Không có một cơ hội nào cho những kẻ như ông đâu. Công sinh không bằng công dưỡng. Cũng là nhờ mẹ tôi kêu mang và nuôi nấng tôi mới có được ngày hôm nay. Cho nên là không ai được phép xúc phạm đến mẹ của tôi cả. Còn hai người ấy, có ra ngoài đường ăn mày, tôi cũng mặc xác. Đây cũng là quả báo hai người phải nhận thôi. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Ôi chủ tịch ơi, chủ tịch cứu tôi với. Bây giờ tôi không có tiền, mẹ tôi như này, mẹ tôi chết mất. Chủ tịch cứu tôi với. Ôi mẹ ơi, mẹ. Chồng mặt cô con này. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi, chủ tịch cứu tôi với. Cầm lấy. Nể mặt mẹ tôi, đây là lần cuối cùng tôi giúp đỡ hai mẹ con ông. Mật khẩu là ngày cưới của ông và mẹ tôi. Nếu ông còn nhớ,
cầm lấy và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa. Mẹ con đi.